Rồi, okay, xin chào các bác. Thì như các bác biết rồi đấy, cái con LG V60 ấy, thì nó đã ra đời cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Và hiện tại bây giờ ấy, thì nó đã khá là ít hàng rồi. Tuy nhiên ấy, thì anh em vẫn rất là thích con này. Tại vì thứ nhất là cái giá tiền ấy, và cái cấu hình và cái thực dụng nó mang lại ấy, thì nó vẫn rất là tốt. Cho nên là nhiều anh em vẫn rất là săn tìm nó. Tuy nhiên ấy, thì em thấy là rất nhiều anh em luôn ấy, là vẫn chưa hoàn toàn hiểu về con máy này. Và đặc biệt là những anh em nào mà mới biết đến LG thì hoàn toàn là gần như là không biết gì về LG và cũng không biết gì về về cái con V60 này, nó làm sao để mà chọn mua cho nó đúng ấy. Tại vì em thấy thì là anh em khác bán ấy thì toàn là báo là hàng zin rồi, nói chung hàng ngon cái này cái kia, cái nào cũng ngon, nhất là con LG thì hai cái lỗ chân sạc ấy thì anh em cũng hay báo là hàng ngon rồi màn hình ngon các thứ, nhưng mà thực ra em cũng đã thu mua nhiều của anh em rồi thì đa số về nó không được như cái lời quảng cáo như vậy đâu. Cho nên là cái clip này em sẽ chia sẻ tỉ mỉ nhé, tỉ rất rất là tỉ mỉ từng cái góc cạnh của con máy này, từ ngoại hình, màn hình, rồi âm thanh, rồi các thứ nhé. Thì cái clip ấy, nó sẽ rất là dài, thì em sẽ chia thành nhiều cái mục nhỏ để các bác tiện theo dõi coi nhé. Và anh em nào muốn mua được một con máy mà nó chuẩn, nó đúng theo ý mình và nó dùng ổn định thì em nghĩ là anh em lên xem hết. Vì nó rất dài cho nên em nào mà biết rồi thì thôi không nói, nhưng mà anh em nào chưa biết thì cố gắng mà xem, thì mua được con máy thì nó ưng ý của mình, nó dùng nó ổn định ấy, thì nó sẽ rất là thích các bạn. Thì trước tiên ý, sẽ là về cái phần ngoại hình, tại vì đây là cái mà các bác sẽ hỏi đầu tiên khi mà mua một con máy nào đấy. Thì nhiều ông ý, sẽ đưa ra một cái tỷ lệ phần trăm về về ngoại hình ý, nó khoảng tầm 97, 98, 99% hay 100%. Thì cái việc mà 97, 98, 99% đấy nó hoàn toàn là một cái con số mà đưa ra của người bán thôi, chứ nó cũng chẳng có một cái quy chuẩn gì đâu, kể cả người bán hay là người mua cũng thế thôi. Nhiều người thì nghĩ là 99% là không vết xước đấy, nhưng mà người kia lại nghĩ là 99% có những vết xước nhẹ, những vết xước lông mèo nhẹ đấy. Còn vết xước lông mèo là vết xước như thế nào, thì có người thì nó to bằng cái tóc thì cũng gọi là lông mèo, to bằng cái tằm cũng gọi là lông mèo đấy, to bằng cái đũa cả cũng gọi là lông mèo đấy. Nhiều khi là nó rất là mông lung về cái chuyện mà chỉ nói không về cái ngoại hình thôi. 100% nhiều khi vẫn có một vài vết xước đấy, thì người ta cũng bảo là máy cũ máy len lưu thì phải có vết xước thôi, cái chuyện đấy thì hết sức bình thường. Tuy nhiên mình đừng quan tâm đến là người ta nói là bao nhiêu phần trăm, mà hãy bảo người ta là chụp cái ảnh thực tế cho mình, và chụp cái ảnh sao cho ấy mà thấy được những cái vết xấu nhé, thấy được những vết xấu chứ không phải là thấy được những cái vết đẹp nha các nhé. Chứ máy đẹp thì chụp dễ lắm, thật sự là nếu muốn chụp đẹp cái máy ra đẹp dễ dễ cực kỳ luôn, nhưng mà chụp được là thấy được những vết xấu thì nó mới là khó, và thậm chí người bán người ta không dám chụp những vết xấu đấy. Đấy là cái điều mà các anh em tự hiểu. Thì như những con máy em bán ấy, em thường thường có quay clip lại và cố tình soi những cái chỗ xấu ra để mà cho các bác dễ dàng lựa chọn. Thì đương nhiên khi mà quay những vết xấu như vậy rồi ấy, anh em sẽ thường chê là bảo ở máy xấu quá tôi không thích đấy, tôi không muốn. Nhưng mà thực ra là khi các bác mua về thật sự ấy, các bác sẽ thấy được là nó sẽ đẹp hơn việc mà em quay trong clip nhé. Và nếu giả sử như anh em mua của người khác ấy, mà không may gặp cái vết xấu nhưng mà người ta không nói trước ấy, thì về kiểu như sự tình đã rồi ấy, xong các bác cũng cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt, xong rồi cố gắng dùng cái máy trong cái sự tức tối thôi đấy. Trong sự nói chung là nói thật thì thường thường là sẽ bị thua thiệt các bạn đấy. Thì các bác nên chú ý là bảo người bán ấy là chụp cái ảnh, nếu mà không quay clip nhé thì chụp cái ảnh nó kiểu như này này đấy, nó kiểu như này nhé. Chụp các thứ góc cạnh này, ví dụ như kính camera này đây, chụp xem là có vết xước nào không này đấy, chụp có vết xước nào không này, chụp gần vào và gửi qua Zalo càng tốt đấy, chứ gửi qua Messenger nhiều khi nó cũng không có được nét cho lắm đâu đấy. Đây xem nữa nào, đây ví dụ như có những cái vết xước mà em chụp con này đẹp à, đây có những vết cấn này đấy, con này thì khá là đẹp đấy. Thì nói chung là các bác nên bảo người mua người bán ấy là chụp cho các bác là những vết xấu, những cái gì xấu là chụp, chứ không phải là chụp cái một cái ngoại hình tổng thể. Nó hơi xa xa và nó rất là khó biết được đến là cái máy nó đang đẹp hay xấu, tại vì thường thường người người bán người ta sẽ cố tình người ta chụp sao cho máy nó đẹp để bán cho nó dễ mà đấy. Thì thường thường là như vậy, cho nên là các bác mua hàng ấy là chú ý nhé, là yêu cầu người bán chụp ảnh, có ảnh thì mới nói được đấy là
là nó có phù hợp với ý thích của mình hay không, chứ không có ảnh, không có clip ý, thì nó rất khó. Như em quay clip nhé, em còn phải up lên YouTube để mà các bác xem được cái độ phân giải nó cao ấy, để các bác nhìn được những vết xấu. Chứ còn nhiều khi anh em khác bán ấy, chỉ có cầm cái điện thoại xong quay này xong rồi gửi luôn cho các bác đấy, thì chắc chắn một điều là, tại vì em gặp cái trường hợp đấy rất nhiều rồi, là chắc chắn một điều là các bác thấy máy nó rất đẹp đấy, chắc chắn là một điều vậy. Và người ta quay gần cố tình bỏ qua những cái vết xước, vết chấm nhỏ li ti nhất, người ta chắc chắn là sẽ bỏ qua rồi đấy. Và nhiều bác khó tính thì về soi những vết đấy ra thì sẽ không hài lòng thôi. Đấy là về ngoại hình nhé. Thì tiếp theo ấy, là về việc các bác sẽ phân biệt được cái bản của các bác đang mua ấy, nó là bản của nhà mạng gì. Thì hiện tại bây giờ nhé, theo cái kinh nghiệm của em thôi nhé, đến thời điểm bây giờ thì em vẫn khuyên các bác là chọn cái nhà mạng T-Mobile là nhà mạng mà ngon nhất, chuẩn nhất. Thứ nhất là vì cái thiết kế của nó là cái khung viền ấy, là nó bằng ngoài nó bằng là phủ kim loại các bác nhé, và cái sóng sánh của nó ấy, nó cũng là ổn nhất. Thì đấy là cái kinh nghiệm của em thôi. Thì nhiều bác là bảo là đấy là các ông dâu ông đặt thôi thì em không quan tâm, thì cái đấy em đang nói là theo kinh nghiệm của em, tại vì em bán nhiều máy thì em thấy là khách hàng của em là dùng T-Mobile là ngon nhất. Thì cái bản T-Mobile ấy là nó sẽ có cái số IMEI ở lắp lưng này các bác nhé. Đây nó sẽ như này, cái số IMEI nó sẽ như này các bác nhé. Ngoài cái bản T-Mobile ấy, thì cái bản Sprint ấy là nó cũng có khắc cái số IMEI ở lắp lưng cũng y chang như này. Tại vì các bác cũng biết rồi là T-Mobile bây giờ người ta đã mua lại cái Sprint rồi, cho nên cũng có thể coi Sprint là T-Mobile được. Tuy nhiên ấy, khi mà các bác tra số IMEI đây thì em đã có một cái clip để mà hướng dẫn các bác tra số IMEI mà để phân biệt được đâu là cái bản 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 T-Mobile. Thì đây các bác cứ tra cái với cái nội dung như này nhé. Đây T-Mobile của em này, đây là cái clip em làm nhé. Thì khi mà tra một cái số IMEI ra như này thì cái bản T-Mobile nó là bản T-Mobile, người ta viết là T-Mobile, còn cái bản đây nó sẽ viết như này này. Để em xem nó như này. Đây đây các bác, đây các bác nhá, nhìn đây này. Đấy, khi các bác tra một cái bản tra theo clip của em như cái tên em vừa đánh nhé, thì các bác sẽ biết được đây là cái chữ, cái dòng Dragon này, nó là T-Mobile này. Đấy, T-Mobile, TMO này. Thì đấy là bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Còn nó ra là SPR ấy, thì FPT chứ. SPR, FPT gì đấy. Nói chung là nó sẽ viết ở đây các bác nhé. Đấy, nó sẽ viết ở đây. Thì nó sẽ hiển thị đó là bản Sprint hoặc là cái bản AT&T hay là bản Virgin hay là bản US Cellular hoặc là bản Nhật, thì nó sẽ đều ra hết nha các bác nhé. Đấy thì em nói lại luôn là cái bản T-Mobile và bản Sprint là sẽ có số IMEI ở đây nhé. Còn nếu như mà các bác mua máy mà không có cái số IMEI đấy thì chắc chắn cái bản đấy, cái bản Sprint và bản T-Mobile ấy, mà các bác không có thấy cái số IMEI đấy thì chắc chắn đó là cái bản đã bị thay cái lắp lưng các bác nhé. Thì các bác phải hỏi rõ rõ người bán là có phải thay lắp lưng không hay là zin các bác nhé. Đấy thì ngoài ra ấy, thì các bác cũng cái bản version thì các bác nhìn dễ lắm. Cái bản version thì trước tiên là các bác nhìn cái lắp lưng của nó sẽ có hai cái logo chữ 5G ở đây. Đấy, đây màu trắng màu xanh thì em đều có đây. Nó sẽ có logo 5G ở đây. Nó sẽ không có chữ V60 đâu. Đấy. Và cái bản version các bác cũng nhìn rất là dễ dàng qua cái cạnh khung viền này. Thì lấy một con nó đẹp đẹp hơn chút. Đây. Thì cái bản version ấy, cái khung viền của nó nhá, cái khung viền của nó sẽ không có cái vạch nhựa này đâu. Đây, các bác nhìn thấy đó không? Đây. Không có cái vạch nhựa này đâu. Như bản bên này là bản T-Mobile nhé. Thì cái bản version này nó sẽ không có cái vạch nhựa này đâu. Đấy, không có vạch nhựa. Đấy, không hề có vạch nhựa nhé. Đấy. Đó. Thì tại sao nó lại không có vạch nhựa như vậy? Tại vì đấy là do thiết kế của LG thôi, chứ chả ai muốn là tự nhiên không có vạch nhựa đấy. Vậy tại vì cái khung viền của bọn version này này nó rất là lởm, các bạn nhìn thấy này, sau một thời gian sử dụng nó sẽ bong tróc như này này. Đấy, nó rất là xấu. Thì cái hiện tượng đấy nó sẽ không xảy ra trên cái con T-Mobile hoặc là bất kể con khác. Những con khác nó đều là cái viền như như bản T-Mobile hết các bác nhé. Chỉ có mỗi bản version là nó có hiện tượng bong tróc như này, rất là xấu, sau này dùng rất xấu. Và nó không có việc việc mà nó không có những cái vạch nhựa để tăng cái khả năng bắt sóng ấy, thì nó lại làm thêm hai cái rắc anten này nữa này. Đây này, hai rắc anten này này. Đấy. Hai tắc cái bác nhìn không? Bên những con T-Mobile nó sẽ không có đâu, như con này nó sẽ không có. Đây, nó sẽ thêm hai cái rắc này nữa này.
hoàn toàn các bác có thể rút nó ra được nè, đấy rút ra được nhé, cậy nó lên được nhé các bác nhé. Đấy thì con này hỏng rồi nên em vẫn làm đại chả sao cả. Đấy. Ok các bác, đấy thì các bác chú ý nhé. Còn bản ngoài ra ấy, nó còn có cái phiên bản nữa là bản Nhật. Bản Nhật thì nó lại có hai cái phiên bản, một là Nhật Nhật đen và một hai là Nhật vàng. Thì bản cái bản Nhật màu đen ấy thường thường nó là bản Nhật hiện tại em có đây thì nó là bản Docomo nhé. Bản Docomo thì nó là cái khung viền nó màu đen hết và cái nắp lưng cũng màu đen hết. Còn cái bản Nhật mà bản SoftBank ấy, thì thường thường là nó cũng giống như T-Mobile thôi. Nó giống như AT&T chứ. Nó cũng cũng lắp màu xanh, khung viền vàng như này và cái gì nữa nhỉ? Nó không không có số IMEI đây đâu. Đấy cái bản SoftBank nhé. Đấy các bác cứ tra cái xem cái số IMEI vào cái trang web lgrom.com là các bác sẽ thấy. Đấy. Và ngoài ra một cái lưu ý nhỏ nữa là khi mà cái máy màu trắng ấy, cái máy màu trắng nhá, cái máy nếu mà zin màu trắng thì cái khung viền của nó đây. Khi mà cái máy màu trắng nhá thì cái khung viền của nó ấy, này. Cái máy màu trắng thì khung viền của nó sẽ là cái cũng là màu màu màu, màu bạc như này rồi nhá. Đấy nó sẽ không phải là cái màu 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 hơi vàng vàng như này đâu. Khung viền cái máy màu trắng thì nếu mà zin nó sẽ phải là đi kèm cái khung màu trắng nhá. Đấy. Còn nếu như mà nắp lưng màu trắng mà khung màu vàng thì đương nhiên là một trong trong hai cái đấy nó thay, một trong hai cái đấy là có cái gì đó là sai rồi. Đấy. Ok các bác. Thì đấy là cái về phần phân biệt ngoại hình. Đấy chỉ là ngoại hình đấy nhá. Về các bản của V60 thì em đánh giá vẫn là bản T-Mobile là ngon nhất các bác nhé. Tiếp theo ấy là về cái phần màn hình các bác nhé. Tại vì các bác cũng phải hiểu đơn giản này, con V60 bây giờ nó cũng cũ rồi. Cho nên cái việc màn hình nó ép kính hay là thay kính nó rất là nhiều rồi. Việc mà màn hình zin ấy, còn zin đương nhiên vẫn có thôi. Các bác mua cái bộ màn hình zin và mới tinh vẫn có nhé, nhưng mà chắc chắn một điều giá nó sẽ đắt. Cho nên là các bác khi mà mua máy cũng thế thôi, hỏi xem màn hình đấy là màn hình còn zin hay là màn hình đã qua ép kính hay là đã thay bộ màn hình khác rồi. Thì cái bộ màn hình ấy, các bác nếu mà chỉ nhìn cái bề ngoài nhé, có nghĩa chỉ đây đang chỉ xét về cái phần nhìn cái màn hình ngoài nhé, các bác cũng có thể biết luôn đây là cái màn hình ép kính hay là màn hình zin các bác nhé, hay là màn hình lô các bác nhé. Đấy thì phải nói luôn nhé, cái màn hình zin zin của con V60 là nó có cong 2,5D các bác nhé. Nó cong ở đây này, nó cong, các nhìn thấy cái phần này, cái phần cong này. Đấy, các bác nhìn thấy phần cong không? Đấy, nó sẽ cong 2,5D các bác nhé. Nó sẽ cong đấy. Đây, em có một cái màn hình lô này. Đấy, các bác gọi là màn hình linh kiện được, màn hình lô cũng được. Thì nó sẽ không cong đâu. Đây, cho các bác nhìn. Đây này. Cái màn hình zin này cong ở bên trên nhá. Còn cái màn hình lô nhá, đây các bác theo, nó chỉ hơi cong nhẹ một chút ở cái phần tiếp giáp với cái khung viền thôi. Đấy, các bác thấy không? Nhìn thấy ánh điện này, cái ánh điện này, các bác nhìn thấy ánh điện nhá. Nó có một cái viền bên cái hình zin này nó sẽ dày hơn, có một cái viền cong dày hơn này. Còn bên cái màn hình lô này nó sẽ rất là ít luôn. Đấy, nó gần như là phẳng luôn đấy các bác. Thì cái màn hình nào mà phẳng gần như phẳng như này thì một nó là cái màn hình đã bị ép kính loại không tốt, loại 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 gọi là loại ép kính loại linh kiện ấy, không tốt. Hai là nó đã thay nguyên cả cái bộ màn hình linh kiện vào đây rồi, không tốt. Đấy, nói chung là cứ các cứ thấy màn hình mà nó cái kính này nó gần như nó phẳng, nó chỉ có hơi hơi một chút thôi, một chút thôi nhé, một chút bo nhẹ ở gần chạm cái khung viền ấy, thì đó là màn hình loại linh kiện coi nhé, hoặc là loại ép kính. Đấy. À, còn cái màn hình zin thì các bác thấy không? Nó cong 2,5D như này mà. Đấy, và việc các bác có phát hiện ra ép kính hay không thì các bác hoàn toàn các bác phải 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 nhìn vào cái một cái ánh đèn mà nó ánh đèn nó phải thực sáng, mà sáng như kiểu ánh đèn pin hoặc là ánh đèn hình quang gì đấy. Nói chung là bác nghiêng vào cái ánh sáng như vậy. Đây ví dụ như em đang có một cái bóng đèn led đây, bác nhìn này, nghiêng này. Đấy, khi bác nhìn nghiêng vào cái ánh đèn như này thì cái con V60 nhá, nó sẽ có hơi có những cái vân 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 nhẹ nhẹ đây này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nó sẽ có những vân vân nhẹ nhẹ. Đây là màn hình zin nhá. Nó sẽ có những vân nhẹ nhẹ và nó đều hết toàn màn hình. Đấy, nó có vân nhẹ nhẹ nhưng mà nó đều hết toàn màn hình các bác nhá. Nếu như các bác thấy nó có những cái gợn dài
dọc ngang gì đấy, nó hơi gợn dài dài ấy, mà nó kiểu nó gồ ghề lên ấy, thì đấy là cái màn hình đã ép kính các anh nhá. Đấy, gần như là không không có cái màn hình zin nào mà nó bị gồ ghề đâu. Đương nhiên là vẫn có nhưng mà nó sự gồ ghề nó rất là bé thôi. Nói chung là nó có thể coi như là bị lỗi đấy, lỗi nhẹ thôi, thì đấy có thể chấp nhận được, nhưng mà bị nhiều hoặc bị gồ ghề nhiều thì chắc chắn đấy là cái màn hình đã ép kính các bác nhé. Đấy, thì đấy là về cái phần màn hình. Thì đang nói về cái màn hình nữa ấy, thì hoàn toàn là các bác phải hỏi nữa xem là cái màn hình đấy là có bị lưu ảnh hay là ám bố gì không. Thì ở bên con B60 thì nó đã dùng cái màn hình OLED rồi mà, PLED, thì nó sẽ chỉ có lưu ảnh thôi. Thì các bác bảo người ta chụp cái màn hình mà nó để cái nền trắng cho. Đây như này. Là 1.6.3.8. Đây, thì các bác hoàn toàn có thể vào cái lệnh này, các bác test ở cái phần màn hình LCD này. Đấy, thì khi ở chỗ này nó sẽ là cái màn hình màu trắng tinh như này, thì các bác sẽ nhìn thấy được là nó sẽ có bị lưu ảnh ở đâu không. Đấy, hoặc nó có bị ám bố gì không. Thì em cũng nói luôn nhé, con V60 ấy là cái việc hai cái viền này, hai cái bền này thường thường nó sẽ hơi bị hơi hơi ám vàng hơn một chút, và hoặc là hơi hơi ám hồng hơn một chút nhé, chứ không phải là nó trắng đều hết bốn cái cạnh viền này đâu. Đấy, đấy là hiện thực có thật mà trên con V60 zin, màn hình zin là vẫn có nhé. Đấy, còn nếu mà nó như kiểu con này nhé, như kiểu con này nhé, là chỗ phần này này, đây phần dưới này hơi hơi ám vàng hơn một chút xíu thôi, mà nhìn thực tế mới mới thấy thôi các bác nhá, còn nhìn qua cái camera này nhiều khi các bác không thấy đâu. Đấy, thì đấy là nó vẫn có chứ không phải là nó sẽ trắng đều hết đâu. Đấy, cho nên là nhiều khi các bạn thấy nó hơi hơi ám vàng thì các bác bảo nó là không không phải là zin nữa thì cũng không phải đâu. Đấy, nó còn tùy lắm. Đấy, cho nên các bác chỉ cần biết là nó không hề có lưu ảnh. Lưu ảnh có nghĩa là lưu một cái icon hoặc là cái con số nào đó ở chỗ, nhất là ở những chỗ 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 đồng hồ này, nó có cái số ấy, nó hay lưu ở đây này, nó hay hiện, nó luôn luôn hiển thị ở đây, cho nên nó dễ bị lưu nhất, hoặc là ba cái thanh điều hướng ở đây thì nó dễ bị lưu ảnh nhất. Thì các bác hỏi xem người ta là có bị hay không nhé, và chụp ảnh thì càng tốt. Thường thường chụp ảnh thì nó cũng rất là khó nhìn, cho nên cái này phải giao hẹn với người ta là nếu mà là có lưu ảnh thì sẽ giá nó sẽ giảm hoặc là sẽ trả lại máy gì đấy. Đấy, nó phải chính xác nhé. Thì tiếp theo ấy là về vấn đề âm thanh, tại vì cái này thì gần như nó cũng rất là ít xảy ra lỗi, nhưng mà các bác cũng vẫn phải nên test thử nhé. Các bác cắm cái jack tai nghe vào, đương nhiên là về âm thanh thì các bác nghe loa ngoài cái thứ thì nó là chuyện bình thường rồi. Đấy, chắc chắn là phải có loa ngoài rồi. Còn nếu mà các bác muốn test cái DC ấy, đấy thì các bác phải cắm cái tai nghe vào, cắm vào cái jack 3.5 này này. Đấy, các bác để ở màn hình nào cũng được thôi, cắm vào. Thì đây các bác thứ nhất là phải bật cái DC lên này, bật lên này. Đấy, như như này là tắt này, như này là bật này. Bật lên rồi các bác vào. Các bác bật lên rồi thì nó sẽ hiện cái hi-fi ở đây. Đấy, nếu như các bác cắm cái tai nghe 50 ohm ấy thì nó sẽ có thể nó hiện 50 ohm, nhưng mà các bác phải cài app thì nó mới hiện 50 ohm thôi nhá. Cái app hi-fi status LG ấy nó mới hiện 50 ohm. Thì các bác khi mà nó chỉ cần hiện cái hi-fi như này rồi thì các bác nên phải vào nữa là vào cái ứng dụng nghe nhạc của nó, như đặc biệt là YouTube chẳng hạn, để các bác nghe một đoạn, làm sao mà khi mà cái YouTube đấy nó chạy bình thường, nó không bị cà giật, nó không bị lag ấy, nó không bị cà giật là ok các bác nhé. Đấy, và các bác tăng giảm âm lượng lên, tăng lên. Đấy, thì thường thường ấy là LG nó khuyến cáo các bác là tăng ở mức 50 trở xuống thôi thì nó đỡ hại cái tính xác, nhưng mà các bác muốn nghe to hơn thì cứ ok đi, chấp nhận nó lên được, sẽ lên được 75 các bác nhé. Thì cái lên này ở bên LG khi các bác cắm tai nghe ấy, thì nó chỉ lên được 75 thôi các bác nhé. Đây không phải là lỗi gì cả đâu các bác nhé, không phải lỗi gì đâu, mà đây cái tinh chỉnh của LG thôi, các bác hiểu đơn giản là vậy thôi. Còn các bác cắm sao cho khi mà cắm tai nghe rồi mà các bác nghe nhạc, nghe bằng YouTube ấy, nó vẫn mượt mà, nó không bị cà giật, có nghĩa là cái chip DC ở trong con V60 này nó hoạt động bình thường, thế thôi. Thì tiếp theo ấy, là vấn đề về cái chứng chỉ L1 hay là L3 ấy. Thì các bác muốn kiểm tra cái đấy thì các bác tải cái phần mềm này này, DRM Info này. Đấy, các bác vào đấy các bác kiểm tra vào cái phần Security Level này. Thì như con này là còn L1 các bác nhé. Đấy, thì em cũng nói rõ luôn là hồi trước đây thì em cũng có nói đến vấn đề này, nhưng mà hồi xưa nó hơi bị sai sai tí là trước đây thì em nghĩ là cái L1 ấy, thì nó sẽ có xu hướng về cái main ấy của nó zin hơn, nhưng thực ra không phải đâu. Thì
Đến thời điểm bây giờ thì em xin đính chính lại một chút, đó là cái L1, L2, L3 ấy, nó không liên quan gì đến việc máy zin hay máy dựng cả. Đấy, nó chỉ liên quan đến việc là khi mà bác có L1 này, các bác xem phim nó nét hơn, mà phải xem phim bằng những cái app như kiểu Netflix tải trên CH Play các bác nhé. Chứ còn xem phim một web thì nó bình thường thôi. Còn con L3 ấy, cái L3 ấy thì nó sẽ xem phim nó nhiều hơn, xấu hơn một chút. Đấy, kiểu như là 480 với 1080 ấy, kiểu như vậy. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Là hiện tại bây giờ là L1, các bác nghĩ đơn giản như này, L1 là các bác xem phim nó nét hơn, và L3 thì xem phim nó xấu hơn. Và cái này cũng chỉ dành cho các bác nào mà hay cày phim bằng những cái app trực tuyến thôi, chứ còn các bác nào mà không cày phim ấy thì L1 hay L2, L3 nó không quan trọng nhé. Và nó không phải là loại 1, loại 2, loại 3 đâu các bác nhé. Cho nên các bác cứ yên tâm là nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Còn đương nhiên là có L1 thì nó vẫn dùng, nó vẫn sướng hơn và nó an tâm hơn. Đấy, nói chung là nó là cái chứng chỉ bảo mật mà. Cho nên là chứng chỉ bảo mật càng cao thì mình dùng nó càng yên tâm hơn. Thế thôi. Thì cái vấn đề tiếp theo ấy là một cái vấn đề rất là quan trọng trên cái con V60 này. Thì như các bác biết rồi đấy, cái con V60 này thì là cái việc nó bị hay bị lỗi chân sạc ấy, nó diễn ra rất là phổ biến nhé. Và có thể nói nó là một tính năng của con V60 này cũng được. Tại vì ấy, các bạn biết rồi đấy, em cũng có rất nhiều clip để nói về cái vấn đề chân sạc con này. Thì hiện tại em đang nói về vấn đề mà các chưa thể tháo được cái máy này ra nhé. Thì các bác sẽ test cái chân sạc như nào. Tại vì em thấy là ông nào cũng bán máy cũng nói là chân sạc của ngon lắm. Máy đã fix chân sạc rồi, các bác yên tâm mà dùng. Thì cái việc mà ngon và đã fix chân sạc theo cái lời nói của người bán ấy, thì thực ra mình phải kiểm tra như thế nào. Đấy, thì thường thường ấy, đa số ấy là những ông anh bán cái điện thoại V60 này thì bảo là chân sạc ngon lắm, nhưng mà đa số là các ông ấy toàn dùng cái kiểu là toàn dùng cái chân sạc theo kiểu là cái chân hai cái đầu nó đều là cầu xi như này này. Hai cái đầu này là cổng xi như này này. Thì con V60 nhé, nó đặc biệt là nếu như các bác dùng cái dây sạc ấy mà có hai đầu ấy, nó đều là cổng xi như này ấy, thì nó rất là dễ nhận sạc nhanh nhé, và nó sẽ nhanh hơn. Đấy, chắc chắn một điều là như vậy. Còn nếu như các bác dùng cái cổng mà đầu A mà đầu A mà đầu C như này ấy, thì thường thường nó hay bị lỗi sạc nhanh, kiện nó không hiện sạc nhanh ấy. Đấy, mà nó cũng chậm hơn nữa. Thì cách test như nào thì các bác nên dùng cái dây A to C để test nhé, chứ còn các bác dùng dây C to C để test ấy thì thường thường là nó sẽ báo sạc nhanh thôi. Đấy, cho nên là các bác nên dùng cái sợi A to C để test nhé các bác nhé. Và các bác chọn cái dây A to C như nào thì nói chung là các bác nên chọn những cái dây A to C mà các bác hay cắm vào những cái điện thoại của bác, của những cái máy khác ấy mà nó đang dùng bình thường ấy, thì thường thường là test nó sẽ chuẩn hơn. Hoặc là các bác có chuyên một cái dây nào đấy như em này này, em có chuyên một cái dây này nhé, em chuyên một dây này để em test tất cả các loại máy luôn. Nếu như cái dây này mà nhận thì chắc chắn một điều là những cái máy khác nó sẽ nhận. Còn nếu như các bác không có cái dây kiểu chuyên dụng như này, hoặc là mình đã có kinh nghiệm về cái dây này, có cái dây đấy mình biết nó là như thế nào rồi, thì các bác thôi thì các bác cứ dùng một cái dây A2C mà mới mới một tí. Nó không cần phải xịn quá đâu, thực sự nó không cần phải xịn quá nhé, nó xịn vừa vừa thôi. Đấy, Để em cắm vào nào. Đây, thì đây em cắm một cái dây A2C của em vào ở đây nhé. Thì các bác cắm vào này, là các bác cắm vào. Đấy, cứ tại vì các bác chưa tháo máy ra được mà, các bác cứ cắm cái dây A2C vào mà nó thấy nó hiện sạc nhanh, và các bác phải đổi cả chiều nữa nhé, đổi cả quay quay chiều đổi lại. Đấy, nó vẫn báo là nhanh. Đấy, thì là có thể coi được là cái máy này nó chưa bị lỗi chân sạc, nó chưa bị lỗi nhé. Tại vì các bác, em phải nói luôn là dù kể cả các bác có dùng cách nào đi chăng nữa thì cái việc mà cái lỗi chân sạc đấy nó sẽ không bao giờ không bị lại nữa nhé các bác nhé. Có nghĩa là đây không phải là hù dọa các bác gì, nhưng mà nhiều anh em nói là đã fix chân sạc rồi thì máy nó sẽ không bị lỗi chân sạc nữa, thì hoàn toàn đấy là lừa đảo các bác nhé. Đấy, kể cả các bác fix chân sạc rồi nó vẫn có thể bị lại. Tí nữa phân tích kỹ cho bác. Thì các bác tạm thời là trước tiên ấy là cứ dùng cái dây A2C các bác cắm vào mà hai đầu của nó đổi chiều đấy nhé, hai đầu của nó đều có nhận sạc nhanh, thì có thể coi đấy là cái máy nó chưa bị lỗi chân sạc các bác nhé. Đấy, còn 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 nó có rất nhiều cái hiện tượng nữa là các bác dù nó có nó
nó có nhận sạc nhanh nhưng mà nó vẫn vào rất là chậm, hoặc là nhiều khi là nó còn tụt pin nữa cơ. Đấy, cho nên là các bác cứ phải cắm một lúc xem nó có lên không các nhá. Đấy. Thì đây, giả sử như các bác tháo được cái máy ra, giả sử nhá, em đang nói là giả sử như các bác tháo được cái máy ra thì các bác sẽ thấy được là ở trong máy nó sẽ có một cái cọng cáp sạc của con máy số 10 nó như này. Từ đây em đã tháo nó ra đây như này rồi đây. Đây nó tháo ra như này đây nhá. Thì cái nó sẽ có hai loại nhé, một loại là cái sạc zin. Đây em có một cái dây sạc zin này, sạc zin theo máy nhé, à cái sạc zin đúng loại sạc zin theo máy, và một loại là cáp sạc lô nhé. Thì cái sạc zin ấy, bao giờ các bác nhìn này này, các bác nhìn này này, cái phần chân tiếp xúc này này nó sẽ được đổ keo nhé. Đấy các bác nhìn thấy không, nó sẽ đổ keo như này, màu xanh xanh này, hơi màu xanh lơ lơ này. Đấy bên này thì không có. Đấy thì đây như các bác thấy không, là nhiều các bác em mua về này, em mua về tháo ra này, các bác bảo là chân sạc còn ngon lắm đây, ngon là như này này, đấy ngon là toàn câu dây kiểu kiểu như này này, đấy nó đứt chân mà, đứt chân các bác nó phải câu dây thôi, đấy và đổ keo các thứ từ lưới hết này. Đấy ngoài ra không chỉ là cái keo này của đây là cái keo của theo nhà sản xuất nhé, theo nhà sản xuất của LG luôn các bác nhé, thì nó cũng khá là ngon rồi. Tuy nhiên thì em thường thường là em còn về em còn đổ thêm một lớp ngoài nữa, em còn đổ, nếu như mà em bán máy ra thường thường nếu mà tháo được máy ra là em đã sẽ đổ thêm một lớp ở ngoài này nữa, một lớp keo ngoài nữa này. Đây nó như này này, Được. đây đây này, thường thường là em sẽ đổ thêm một lớp keo như này, đây có nhìn thấy không, đổ thêm một lớp keo như này nữa này, và cả hai mặt nhé các bác nhé, đổ cả hai mặt chứ không phải đổ một mặt. Đây mặt này em cũng đổ luôn này. Đấy, nó từ từ như vậy. Đấy, cho nên là nó sẽ tăng lên được cái sự, nó tăng cường được cái sự chắc chắn hơn ấy. Tất nhiên cái việc mà đổ thêm keo thì nó cũng không phải là không bao giờ bị lại đâu, chắc chắn là nó vẫn có thể bị lại thôi. Việc các bác cắm cái sạc ấy, em nói thật các bác nhé, về các bác cắm sạc kiểu như này, các bác cắm vào đấy thì các bác nên lên là để im nó một chỗ thôi, nên để im một chỗ, đừng có vừa cắm xong vừa 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 dùng sạc vừa dùng máy ấy, thì nó sẽ hay bị lại thôi. Vậy các bác cắm nhẹ là tới thôi, không cần phải cứ cố gắng ấn mạnh nó vào làm gì để cho nó bị gãy chân bên trong này. Các bác nhìn thấy này, cái tại sao nó lại hay bị như vậy là vì cái bo mạch này, cái bo mạch giữ cái phần kim loại này này nó rất là mỏng này, các bác nhìn thấy không? Nó mỏng dính luôn, nó mỏng dính như tờ giấy luôn, nó mỏng dính thật sự là đúng như tờ giấy luôn. Cho nên là nó rất là mềm và dễ bẻ cong, nên là các bác thì làm mạnh là nó hay bị gãy lắm, nó không như thời con V50 đâu. V50 thì cái chân sạc của nó ngon lắm. Đây này, V60, V50 để cho bác xem cái chân sạc con V50. Đây. Các nhìn thấy không? Chân sạc con V50 này nó có một cái bảng mạch màu xanh ở đây mà nó khá là dày dặn, nó dày gấp đôi gấp 3 lần của con V60 các bác nhé. Đấy, cho nên nó rất là khó bị lỗi chân sạc. Các bác có thấy con V50 nào, đa số con V50 nó có bị anh em than thở việc lỗi chân sạc mấy đâu, đa số chỉ con V60 thôi là hay lỗi thôi các bác nhé. Đấy cho nên là các bác nếu như không tháo được thì các bác làm theo cách của em là cái lấy cái cọng cáp A2C các bác cắm vào, nếu mà là cái cọng mà không phải xịn hẳn ấy. Đấy, hoặc là cọng thôi không có cái cọng không xịn hẳn này thì các bác thôi dùng cái cọng xịn xịn cũng được, mà các bác hay dùng A2C. Đấy, các bác cắm pháo nhưng mà đương nhiên cũng phải là vệ sinh sạch sạch cái cổng A2C nhé. Nhiều khi các bác về các bác dùng cái dây cũ của các bác ấy nó đã quá là cổ rồi, nó quá là lâu rồi, và bụi bụi đất nó ở trong này này, các bác cắm vào thì đương nhiên nó sẽ không nhận đâu, cho nên các bác cũng phải lấy cái bàn chải để răng này kiểu kiểu như này. Đấy, các bác đánh qua đi, đánh qua đi, đấy đánh qua đi để cho nó bớt bụi đi. Đấy, nhiều khi nhiều nhiều các bác không biết nhìn vào trong chân này nó còn bị rỉ sét ấy, thì đương nhiên nó không nhận sạch nhanh là cũng đúng thôi. Đấy nên là thứ nhất là các bác phải biết được là đảm bảo là cái sợi A2C đấy nó phải sạch đấy nhé, nó phải sạch và nó còn tiếp xúc tốt thì các bác mới test được, chứ còn cái dây A2C của bác mà nó bẩn quá rồi, nó rỉ sét ra rồi thì đương nhiên là cái máy nào nó không nhận thôi. Đấy, hoặc nếu mà các chăn nữa thì được cắm sang máy khác nó nhận sạch nhanh thì bác cắm lại sang con V60 nó nhận sạch nhanh là ok thế thôi, chứ còn các bác dùng cái dây C2C để mà test con này thì hoàn toàn là không phải nha các bác nhé, chắc chắn nó sẽ nhận sạch nhanh đấy. Có trừ hơi trừ trường hợp là con nào mà nó cái nỗi cái chân sạc nó hỏng hẳn rồi thì nó mới không nhận thôi, chứ còn nó có đang chập chờn đấy, các bác dùng cái gì C2C cái phát là nó nhận sạc nhanh luôn đấy.
Thì cái vấn đề tiếp theo ấy là vấn đề test cái cam trên con V60 này. Thì dạo gần đây em thấy có khá nhiều anh em nói là hỏi là thế máy bác còn cái phấn cam không? Thì thực sự là không biết anh em cái dùng cái định nghĩa đến từ bên hình như từ bên iPhone hay bên đâu sang ấy, thì chứ còn bên LG ấy, em cũng không hiểu cái từ phấn cam đó là cái gì luôn. Thì đây em có tháo một cái máy con V60 ra đây, còn bên này zin rất đẹp các anh nhé. Thì em chỉ có thể nói với các bác là cái lớp UV ấy, cái lớp UV khi mà các bác nghiêng nghiêng ánh điện, thực sự là đây em có thấy không, có nghĩa là khi các bác nghiêng nghiêng ánh điện ấy, nó sẽ thấy hơi ánh lên một cái màu tím tím ở trong cái lõi cam này, này hẳn bên trong lõi nhá. Đấy, còn không biết cái phấn của các bác ấy nói là cái phần nào thì em cũng không hiểu. Thì có thể là các bác đang nói là cái phần viền này, cái viền với phần vòng viền đen đen ở trong ở quanh cái cam này. Thì không biết là cái phấn là màu gì thì em cũng không biết, cái phấn là màu trắng hay màu gì thì em không biết. Nhưng mà thực sự với cái kinh nghiệm của em đang chỉ nói với cái kinh nghiệm của em ấy, thì thực sự nếu mà trên cái V60 này em không biết đấy là cái phấn gì đấy, và em chỉ quan tâm ấy là cái phần lõi, trong cái phần lõi 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 cái thấu kính này này, thấu kính này này là nó còn ánh lên cái tia màu tím tím không. Đấy, đấy là điều thứ nhất. Và thứ hai nữa là nó có bụi không? Đấy, nó có bụi không? Nó có bụi hay bị xước hay không? Nếu nó không có bụi hoặc không có xước là ok. Thực sự là cái việc mà có tiêu vi, có cái ánh tiêu vi ấy, thì nó cũng 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 ok. Tại vì khi mà các bác chụp mà có cái đấy thì cái hiện tượng gọi là bị tia sáng ấy. Đấy thì nó đỡ hơn thôi. Thì cái việc đấy nó là cũng là đúng. Tuy nhiên ấy, thì là nhiều con ấy, tại vì các bác biết rồi đấy, nhiều nhiều con ấy là về về là phải nhiều khi ấy là hàng kiểu như là phải thay thay camera hoặc gì đấy, là hoặc nói chung là hoặc là trong quá trình vệ sinh ấy, nó bẩn quá trong quá trình vệ sinh ấy, thì các bác thường thường là như em ấy là em dùng một cái loại giấy loại loại đây này, loại khăn 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 chuyên để lau camera này, thì em cho vào cái tăm bông này, xong rồi em ngoáy qua ấy. Nhiều khi là có, nó sẽ có những cái vết, mà có những cái vết nhé mà mình dùng cái xịt bụi này mình xịt nó không đi, xịt nó không đi nhé các bác nhé. Thế bắt buộc phải dùng cái khăn khăn chuyên dụng này để mà mình lau cái camera đấy thì nó sẽ sạch đi đấy. Và sau khi lau em còn cho vào kính hiển vi, cho vào kính hiển vi mình nhìn, cho hẳn vào kính hiển vi nhé để nó phóng to lên mình nhìn xem nó có bị xước gì không đấy. Thì vì nó khi mà nó xước ấy, thì nhiều khi mắt thường anh em nhìn ở ngoài như thế này này, anh em nhìn ở ngoài này không thấy đâu đấy, nhưng cho vào camera sẽ nhìn thấy được nó sẽ có những vết xước rất là bé. Thì đấy thì nó bé hay to thì kiểu gì nó cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến cái chất lượng qua camera của các bác đấy. Còn các bác nhìn thường này thì chắc chắn sẽ không thấy vết xước đâu đấy. Thì thường thường em sẽ cho vào camera nhìn và em vệ sinh lại một lần bằng cái kính hiển vi ấy, thì nó sẽ sạch hơn các bác nhé. Tuy nhiên ấy, thì trong quá trình mà khi mà lắp ráp lại ấy, trong quá trình mà lắp ráp ví dụ lắp bên vào đây rồi xong rồi bắt đầu mới lắp cái lắp lưng này vào, thì trong quá trình đấy nhiều khi là tay của em hoặc là của anh em khác cũng thế thôi, nó vẫn có thể có bụi nhé, nó vẫn có thể có bụi đấy. Đấy cho nên là nhiều khi anh em cứ bảo là camera có bụi là cái camera kiểu là hàng dựng rồi, nhưng thực ra là đúng là hàng dựng thật. Nhưng mà đối với những cái thợ kiểu người thợ như em chẳng hạn, em làm cái camera của này thì thường thường em rất là cẩn thận, và đa số là những hôm nào mà mệt mệt thì mới hay thỉnh thoảng, có nghĩa là vẫn có cái sơ sót là thỉnh thoảng có dính bụi các bác nhé. Đấy cho nên là nhiều khi anh em cũng phải hết sức cảm là nó kiểu là các bác nhìn thấy nó vẫn còn chụp nét, nó lấy nét bình thường, nó không có vấn đề gì về vấn đề quang học cái gì, nói chung là các bác thấy sử dụng bình thường là vẫn ok thôi. Còn việc mà có cái lớp bụi ở trong này thì đương nhiên là vẫn thỉnh thoảng, cái nhà em thôi thỉnh thoảng vẫn có bụi, nhưng các bác vẫn có thể làm ra hạt bụi nha các bác nhé, chứ không phải là nó hoàn hảo 100% được đâu đấy. Ngoài ra ấy, là cái vấn đề nữa là cái vấn đề về cam trước của con V60 này, cái cam trước con V60 này nhé, cái cam trước con V60 nó rất là hay bị mờ nhé, nó bị mờ ấy, nó không lấy nét được ấy, nó bị mờ luôn ấy. Thì cái lỗi này nó thường xảy ra khi nào nó, thì các bác cũng cứ phải test thôi, các bác phải mở ra và các bác chụp hình. Các bác cũng thích nhất, đây là cái cam sau biểu đi, nó không vấn đề gì rồi. Đây các bác mở cam trước ra xem nó có bị lấy nét không. Đây ví dụ như đây đang lấy nét cái bàn tay bình thường đúng không. Đấy còn có những cái khác nha, nó bị mờ luôn ấy, không lấy nét được luôn, thì các bác phải test thôi. Thì tại sao có nguyên nhân này, tại vì thường thường ấy là những cái máy mà nó bị hay bị mờ cam ấy là do cái việc mà
mà thay thế thôi, thay thế cái cam này thôi. Thường thường là trong quá trình mà cậy cái camera này, cậy cái camera này, thì anh em thường thường là nói chung là làm lỗi thì là nó bị hay bị mở cho tôi, chứ còn làm một cách đúng kỹ thuật, nói chung nhẹ nhàng, hoặc là tháo ra một cách đúng kỹ thuật thì nó sẽ không bị đâu. Chứ còn nó đã mới mờ rồi nhé, nó đã mờ rồi nhé, thì các bác hoàn toàn phải thay cam mới thôi, chứ cũng chả chả cách nào đâu. Đấy, ok, đấy là việc tách kính cam. Thì cái cam này thì cũng như em cũng nói rồi đấy, là em cũng không biết được cái phấn phấn cam là cái gì, mà nó nằm ở đâu luôn. Cho nên là mong các bác hết sức thông cảm. Thì cái tầm kiến thức của em nó cũng hạn hẹp, nó không thể mà là toàn vẹn được. Thì em chỉ có nói là các bác nhìn 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 vào trong cái kính này, nó có bị bụi nhiều không, hay là có bị xước không đấy, thấy nó, hoặc là nó, hoặc nói chung là nhìn thấy nó còn sáng, nó còn sáng đẹp là ok rồi, chứ không cần thiết phải phải quá soi xét về cái việc mà phấn cam gì đâu. Nó có định nghĩa nó hơi bị bông lung quá, cho nên em cũng hiểu. Hoặc là bác nào biết thì comment ở phía dưới giúp em nhé. Thì tiếp theo ấy là test về cái sim sóng các bác nhé. Thì đây em có hai cái khay sim của con V60 đây. Thì như các bác biết rồi đấy, cái khay sim của cái con V60 không phải chỉ V60 thôi, mấy con khác trước cũng thế thôi, nó đều là bằng nhựa các bác nhé. Đặc biệt là cái phần giữa này này, nó bằng nhựa hoàn toàn luôn. Cái phần bao quanh này thì bên trong nó còn có cái lõi thép thì nó không bị gãy, nhưng mà cái phần giữa này này thì nó lại bằng nhựa hết. Cho nên là các bác, nó rất hay bị gãy, như kiểu như con cái bên trái này. Tuy nhiên ấy, gãy như vậy thì nó cũng không sao cả đâu các bác, nó vẫn sử dụng được bình thường. Các bác lắp sim vào này, các bác lắp sim vào nó vẫn bình thường hết các bác nhé. Đây, lắp sim này, lắp sim, lắp thẻ nhớ vẫn bình thường hết. Tại sao gãy các bác biết không? Đây này, như này này, các bác thấy không? Em sẽ vào cắm vào đây cho các bác xem. Đây các bác nhìn này, đây, cắm vào này, đấy, cắm vào ấy thì thỉnh thoảng ấy, thỉnh thoảng cũng có một cái chân nào đó trong chỗ này này, cái chân tiếp xúc ấy nó bị cong hoặc nó bị sao đấy, là nó bị mắc vào đấy, là nó dẫn đến nó gãy. Và nhiều khi có những ca ca khó ấy, ca nặng ấy, là nó gãy xong rồi nó còn gãy luôn cả cái chân bên trong này này đấy. Cho nên là nhiều khi là nó cũng hơi bị cổ chuối ở cái khay sim bằng nhựa như này. Cho nên là nhiều khi các bác cứ thấy nó gãy này, các bác cũng bảo là hàng lởm, nhưng cũng không phải đâu. Tại vì LG người ta thiết kế nó hơi bị lởm như vậy, cho nên là nhiều khi nó hay bị gãy như vậy đấy các bác. Đấy, cho nên là nhiều khi em cũng có bán con này, nhưng mà thỉnh thoảng em cũng không để ý được là cái khay sim mà nó bị gãy như vậy. Em chỉ quan tâm là cái phần mặt trên này này, cái phần mặt trên này nó còn đẹp ấy. Nó còn đẹp thì vì cái phần mặt trên này cắm vào đây nó còn đẹp thì nó mới mới thấy là cái toàn bộ cái máy nó đẹp. Chứ còn bên trong này thì nó gãy chút cũng chả sao cả, nó bên ở bên dưới cũng chả ai nhìn thấy. Tuy nhiên ấy thì tại vì cái chi tiết nó nhỏ quá ấy, nhiều khi là em test máy em cũng cũng hay quên lắm, hay quên không 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 báo cái đấy. Nhiều khi các bác nào về, các bác rút khay sim ra như này, các rút khay sim ra, xong rồi thấy nó gãy như này thì lại bảo là thằng bán nó lừa mình, nó bán mà cho mình cái đểu đây. Thì đúng là cái đấy đấy cũng là sơ sót của em, cũng rất là xin lỗi các bác, là nhiều khi là những cái chi tiết nhỏ này em không không nhớ đến để em báo cho các bác được. Thì là gần đây là các nhà mạng của Việt Nam ấy, là em đang thấy là hình như người ta cắt cái 2G hay 3G gì đấy, đặc biệt là bên Viettel ấy, là nó hay xảy ra hiện tượng mà có 4G như này, có 4G, có LTE bình thường nhưng mà lại không nghe gọi được. Cho nên các bác nên chú ý là nếu mà có cả ba cái sim của ba nhà mạng thì cắm vào được càng tốt nha các bác nhé. Đấy, có không thì có cái sim Viettel là tốt nhất để các bác cắm vào và các bác gọi 900 xem được không. Đấy. Đấy nó. Dịch vụ trả trước của Viettel để nạp tiền. Đấy. Các bác gọi xong thì bác tắt đi, và các bác thấy cái tốc độ nó chuyển từ 2G lên 4G, nó bình thường là được, nó nhanh nhanh kiểu như này là được. Chứ nhiều con là nó chuyển lâu ấy. Thế cái chuyển lâu đấy thì cũng có thể là do cái vị trí địa lý của các bác là nó sóng nó yếu thì nó chuyển lâu là cũng đúng thôi, nhưng mà nhiều khi nhiều con là nó không chuyển lại được thì nó lỗi nhau nhé. Đây coi như con này thì bình thường đấy, và các bác kiểm tra xem là wifi có bắt bình thường không. Đấy, bắt bình thường là được. Đấy, về vấn đề sim sóng này thì cái về vấn đề đấy em cũng nói luôn đấy, là tại sao em lại nói là cái bản T-Mobile là em thích nhất, tại vì cái sóng của bản T-Mobile này nó là tốt nhất các bạn nhé. Em đang đến theo
đánh giá cá nhân của em nhé. Còn thực sự là nhiều khi là có thể là mình thấy thế thôi, nhưng mà thực sự là nó khác thì em cũng không biết được, tại vì nhiều anh em khác trình độ cao hơn thì có thể là bảo là những cái máy khác thì nó cũng sóng nó cũng khỏe thế thôi, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà đây là kinh nghiệm mà khi mà em bán nhiều nhiều con máy V60 thì em thấy là những cái bản V V60 T Mobile là anh em không bao giờ than thở về sóng cả, chỉ có bản version là anh em hay than thở thôi. Còn cái bản Docomo ấy thì đương nhiên là sóng nó cũng cũng dở, đương nhiên là cái bản đấy nó không phải là sóng sóng tốt, nhưng mà em thấy là chả ít anh em lại lại than thở về cái bản Docomo sóng yếu lắm đấy, kiểu kiểu cái gì em cũng không hiểu được đấy. Rồi ok, thì đấy là vấn đề về sim sóng thôi nhé. Thì sau khi các bác test các ngoại quan rồi các nói chung các thứ mà các bác nhìn bằng mắt thường hoặc sờ bằng tay hoặc là cắm sạc các thứ ok rồi, thì bắt đầu các bác test đến cái phần chức năng các bác nhé. Thì chức năng thì đương nhiên các bác vào cái phần cài đặt, thì đầu tiên là các bác sẽ test xem vân tay còn được không. Như cái vân tay con này này, các bác có nhìn thấy nó còn như này ok, hoặc các bác vào tận nó luôn, vào tận nó luôn nhé, vào để các bác, như tại vì nhiều khi là có những con mà nó không không cho các bác cài đặt dấu vân tay đâu. Đấy, thì các bác vào và các bác nhấn như này nó có lên phần trăm là được, hoặc là các bác cứ cố gắng kiên nhẫn để cho nó lên được 100% là nó sẽ ok thôi. Đấy. Cái con V60 này thì cái vân tay của nó ấy chỉ là vân tay quang học thôi, cho nên là cái tốc độ nó không được ngon mấy đâu các bạn. Đấy, cho nên là các bác phải 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 chấp nhận thôi. Em thì vẫn thích cái vân tay nó ở vật lý ở sau lắp lưng như con V50 hơn. Đấy, đây là cái vân tay nhé các bác nhé. Ngoài ra các bác vào phần hệ thống và các bác xem lại là cái phần những cái số liệu đây này. Đấy, những cái số liệu đây nó có, ví dụ như có hai cái số liệu quan trọng nhất là cái số SIM, số seri và số email này, xem nó có bị mất không. Đấy, nếu như nó mất mất một trong hai cái số này thì có thể là con máy của bác nó là hàng kiểu là hàng 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 ăn trộm, hoặc là hàng hàng tuồn nhà máy ra, hoặc là hàng mà đã bị vọc vạch quá nhiều rồi, nó dẫn đến nó mất một mất những cái thông số này. Đấy, thì đó là các bác chú ý thôi. Tất nhiên là nếu các bạn là không quan tâm cái này mà kể cả nó có mất thì nó vẫn nhận sim sóng bình thường, nó vẫn hoạt động bình thường thì cũng không sao. Thì đấy là cái việc mà anh em mà quan tâm đến nhiều đến phần mềm mà sau này anh em vọc vạch ấy, thì là anh em nên quan tâm đến cái này. Đấy. Đấy, ngoài ra trong cái này thì cũng chả có gì nữa, chỉ có thanh màn hình tấm lại thì em chỉ test rồi. Đấy, thì ngoài ra nhé, là các bác dùng một cái lệnh ẩn, kể cả con nào cũng thế thôi, con nào cũng sẽ có cái lệnh ẩn của nó thôi, như như đây nhé. Đây là cái lệnh ẩn mà các bác dùng cho gần như là mọi máy của LG luôn các bác nhé. Đấy, các bác có thể chụp cái ghi nhớ lại cái thông tin này lại. Đấy, thì mỗi con nó sẽ có những cái mã riêng nhé. Đấy, như con đây là con T-Mobile này, à con Sprint thì cũng mã này, đây các dùng này 600 đấy, dùng thẳng đấy. Thì khi vào cái mã này các bác sẽ test được rất nhiều thứ, đầu tiên là vào bài test này, SAT này, manual test này. Thì đây là test, các bác test cái tiệm cận ánh sáng này. Đấy, bên trên là tiệm cận, bên dưới là ánh sáng này. Đấy, các bác cứ cái tiệm cận ánh sáng của nó ở vị trí này các bác nhé, nó ở vị trí này. Đấy, đang nói luôn này nhé, khi mà các bác mua con V60 mà các bác về các bác dán dán cường lực ấy, nó đè lên cái điểm tiệm cận này này, thì nó có thể bị lỗi hai cái này các bác nhé. Nó ngay chỗ này này, nó ngay chỗ này này, ngay ở gần gần rìa rìa chỗ này. Đây, để mình lấy cái này chỉ chính xác luôn nhé. Đây này, nó ngay bị chưa. Đấy đấy, các bác thấy không? Đấy đấy, cái phần nó chớp chớp này. Đấy, cái vị trí tiệm cận và ánh sáng nó nằm ở chỗ đây nhé các bác nhé. Cho nên nhiều khi các bác dán cường lực mà nó đè lên ấy, là nó bị lỗi cái đấy. Đấy, các bác test nó cứ chuyển từ xanh sang đỏ là được, còn nó màu vàng ấy, thì đương nhiên là nó lỗi nhé các bác nhé. Đấy, tắt các phím bấm này, các phím bấm này. Đấy, ok. Đấy, còn tiếp theo là test cái phần loa ngoài này, thì con này nó có loa này và loa này nhé. Đấy, các bác test loa đấy nó không bị rè là được. Thứ hai, các bác test rung nhé. Thì các bác đây, các bác bật cái chế độ rung này, đấy, nó rung rất mạnh đấy. Ok, còn cái phần LFC này này, cái LFC này các bác test nhé, thì thường thường là nó báo fuse hết thôi. Nhiều nhiều cái trên LG nó buồn cười lắm, nó vẫn hoạt động đấy nhưng mà nó báo fuse hết thôi, nó báo là lỗi.
Đấy, còn tiếp theo ấy là cái phần sensor test này, monitor này. Đấy, thì cái phần này là phần xoay ngang xoay dọc với các bác. Đấy, các bác test xem là nó cái này nó còn di chuyển không là được. Thế thôi. Tiếp theo là cái phần lock back này, là cái phần mà test bốn cái mic trên con V60 nhé. Con V trước con V60 này sẽ có những bốn mic nhé. Trước tiên là cái mic dưới này. Đây, là cái mic audio này. Đấy, các bác nghe không? Ok nhé. Đấy, các bác gật sang. Tiếp theo là cái mic thứ hai là mic speaker này. Thì là cái mic ở bên trên này. Đấy, các bác nghe vẫn kêu đúng không? À, ok nhé. Tiếp theo là cái mic số 3 là cái mic ở bên hông này. Đấy, vẫn ok là được. Tiếp theo là mic số 4, thì mic số 4 này nó nằm ở cái phía sau cái camera này. Đấy, là ok. À đấy, đang tiện nói về camera đấy. Thì những cái con mà zin nha, các bác nhìn thấy không? Các bác nhìn thấy không? Ở cái phần khung của camera ấy là nó sẽ một cái khe nhỏ này này. Cái khe nhỏ này để thứ nhất là để cái lỗ cân bằng áp suất nhé. Đây chính là cái lỗ cân bằng áp suất trên con V60 này các bác nhé. Đấy, có thấy không? Và cũng chỉ gần gần chỗ mic nữa luôn các bạn. Đấy, chỗ này này. Đấy, có thấy không? Đó, nó có một khe nhỏ. Còn những con nào mà đã thay cái viên này rồi thì có thể nó không có đâu, có thể nó không có đâu, hoặc con nào thay xịn thì nó có, con nào không có đâu. Còn zin là có nhé các nhé, zin là có. Đấy. Rồi tiếp theo thì các bác test đến cái phần GPS này thì em thấy nó test cũng không không có giải quyết gì, nhiều khi nó cũng báo có phiêu à. Quan trọng nhất là cái phần cảm ứng này này, cảm ứng này thì các bác vào đây mà test với chuẩn, các bác di cái icon ở ngoài cũng được các bác nhé, còn vào đây test là chuẩn nhất, nó đứt hay là nó như thế nào đấy là các bác biết ngay. Đấy, các bác di hết đều khắp các nơi, con nào đứt là các bác biết. Đấy. Rồi tiếp theo là mấy cái camera này thì các bác test ở ngoài rồi không cần thiết. Còn tiếp theo là các bác có test cái phần áp suất này này. Cái phần áp suất này nhá, thì nhiều anh em ấy lại cứ nghĩ là còn áp suất là máy còn zin, thì hoàn toàn điều đó là hoàn toàn là không phải đâu nhá. Và thằng nào cứ lấy là máy này còn áp suất là còn zin thì hoàn toàn thằng đấy là lừa đảo các bác nhé. Tại vì việc làm lại áp suất thì nó vẫn có thể làm lại được. Như con V60 này thì làm nó hơi khó hơn thôi, chứ con V50 em làm rồi thì nó dễ lắm. Tại con V60 nó có nhiều lỗ quá các bạn. Này, lỗ này, lỗ này. Đây, đây là lỗ này, lỗ này. Rất nhiều lỗ cho nên là việc làm lại áp suất con này nó khá là khó. Như con này của em này, em đã cũng đã cố rất là cố gắng, em đã tháo máy ra rồi và cố gắng là làm lại tất cả những cái chỗ nào mà có thể là làm được áp suất ấy, nhưng mà nó vẫn không được các bạn. Đây, nó vẫn nhảy rất ít, cho nên là việc làm lại áp suất trên con V60 nó khá là khó. Đấy, cho nên không phải khó là không làm được đâu các nhá, vẫn làm được thôi, nhưng mà nó khó hơn, cho nên là không phải là cứ có áp suất là còn zin đâu. Nhưng mà được cái là có áp suất thì các bác dùng máy nó sẽ yên tâm một chút. Ví dụ các bác đi mưa hoặc là không may rơi xuống xuống nước ấy, các bác vớt lên kịp thời thì nó vẫn vẫn sống. Đấy, cho nên là có áp suất thì nó vẫn tốt hơn, chứ không phải là cứ có áp suất là còn zin nha các bác, đây hoàn toàn là không phải nha các bác nhé. Đấy. Ok. Còn cái gì trong test trong này nữa không nhỉ? À đây. Đấy, tiếp theo là các bác cũng vào, đấy là một phần thôi, các bác vào cái phần này nữa. SCV menu này thì test đây em chia vài cái những cái yếu tố cơ bản đấy nhé. Cái thứ nhất là cái mid info này, thì đây là cái phần để check các bác số, check số email này, thì nó sẽ còn số email đây và cái IMBL bằng 1 này, thì cứ có IMBL bằng 1 thì nó sẽ tốt hơn, có nghĩa là nó chưa bị can thiệp phần mềm các bác nhé. Thực sự bây giờ thì đến thời điểm bây giờ thì IMBL bằng 0 hay bằng 1 thì nó cũng không quá quan trọng nữa. IMBL bằng 1 bây giờ người ta vẫn vọc vọc vạch bình thường các bác nhé. Đấy, trên hồi xưa thì nó chưa làm được thì nói được, nhưng bây giờ thì người ta đã làm được hết rồi, cho nên một hay không thì nó cũng không quá quan trọng. Đấy, tiếp theo là phần battery này, đây là test pin nha các bác nhé. Thì cái phần test pin này thì đừng thì thường thường ấy là bác quan tâm đến cái battery cycle này, có nghĩa là cái đã sạc được bao nhiêu lần ấy. Thì thường thường là bên LG em cũng chả hiểu nó tính một vòng sạc là từ 0 đến 100 hay là nó từ bao nhiêu ấy, không hiểu luôn. Thì tại vì em dùng cả năm trời có khi nó mới có mười mấy lần sạc, cho nên cũng không hiểu là, mà trong khi đó là đêm nào cũng cũng cắm cắm qua đêm, sạc qua đêm luôn mà nó vẫn không không thay đổi, cho nên là em không hiểu là nó tính theo kiểu gì, nhưng mà cho nên là cái này nó không quan trọng nữa các anh nhé. Đấy, và cái battery condition này thì nó lúc nào cũng báo báo hút cả, không có gì cả. Đấy, còn cái phần này này có phần này quan trọng hơn này, thì cái phần phần này khi mà các bác đang còn ở Android 10 trở xuống nhé, thì các bác sẽ có một cái dòng ở đây này, ở phần cuối cùng này này.
đấy, nó sẽ có check được cái thông số pin còn lại ở của cục pin ấy. Thì đấy là cái lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực ra là nó cũng gần đúng thôi, em nghĩ là nó gần đúng thôi, nó không đúng hoàn toàn, cho nên là nó cũng chỉ để thông số để các bác tham khảo thôi, chứ còn từ lên 11 trở lên rồi thì nó không còn nữa, cho nên các bác không check được đấy. Đấy, cũng quan trọng nữa là các bác check cái màn hình đấy, như cái màn hình nãy thì em cũng có check, bảo có check rồi đấy, đấy như này này đấy, có check đấy thì nó xem nó có a mố gì không thôi đấy. Còn cái gì nữa, còn mấy cái face ID này thì các bác cũng vào check bình thường thôi, đây có face ID, hand ID này đấy. Còn cái nữa là cái check cổng xe, cổng type C này, cổng type C này thì đấy như em cũng có nói với các bác rồi đấy. Đây ví dụ em cắm cái cổng 2.0 này, à, đây là sạc 18W này từ A2C này, thì đấy cắm vào này, đấy thì nó sẽ chỉ lên được cái chỗ CC2 rồi thôi, còn cái PD này đương nhiên nó sẽ không support, nó không hỗ trợ cái PD này vì đây là cổng A2C mà, đấy nó theo đấy, nó chỉ lên C2 thôi. Còn ví dụ như em dùng cái đây, chờ một chút em sẽ cắm cái lại cục sạc đây. Đây thì ví dụ như các bác dùng một cái cổng C2C mà có hỗ trợ PD, có hỗ trợ PD và hai đầu nó đều Type-C như thế này thì các bác cắm vào này. Đấy, các bác cắm này, thấy không? Nó sẽ hiện đến PD04 luôn. Đấy, nó hỗ trợ đến PD04 nhé. Đấy, cho các bác yên tâm. Cứ mà test được như thế là nó yên tâm một phần rồi. Đấy. Ok, còn cái phần gì ở ngoài phần chức năng này nữa không nhỉ? Để em nhìn phát xem nó có gì để test cho các bác nốt không? Thì vấn đề tiếp theo ấy là vấn đề mà cực kỳ các bác quan tâm, đó là vấn đề mà pin trên con này nó còn ngon hay không ấy. Thì thực sự ấy, nếu như các bác không mở được cái máy ra để các bác biết được cái cục pin bên trong nó là máy gì ấy, thì hoàn toàn các bác phải sử dụng thôi. Đấy, thực sự là các bác hoàn toàn phải sử dụng thôi. Thì các bác nếu đây là những cái cách test pin thì nó gọi là tương đối thôi, nó không thể nào chính xác được đâu. Tại vì các bác nếu mà test pin ấy, thì các bác cũng chỉ cần mở cũng cũng nên chỉ cần mở camera này, các bác để ở cái chế độ quay nó 4K ấy. Đây, quay 4K hoặc 8K cũng được. Xong là các bác bật flash lên. Đấy, xong các bác quay. Đấy, các bác quay nhé. Ví dụ bây giờ đang 94% này. Đấy các bác rồi. Thì các bác 94% đấy. Các bác quay cho nó trong vòng khoảng tầm đang 94%, quay cho nó trong vòng tầm khoảng 2 phút. Đấy để xem nó tụt pin như thế nào các bác nhé. Để nó xem tụt pin như thế nào thôi. Thì đây cũng chỉ là cách để mà test được xem là pin nó còn tốt hay không và nó có bị sập nguồn hay không thôi, chứ còn bảo là cái thời lượng pin dùng thực tế nó dài được khoảng tầm bao nhiêu ấy, thì nó cũng khó quá. Nhiều anh em thì bảo là pin dùng gì nhỉ, anh em bảo là anh em bán thì bảo là pin dùng cả ngày đó, nó thế mới nguy hiểm, bảo hoặc là nhiều khi anh em mua cũng thế, tôi hỏi là thế con pin này dùng có được một ngày không, thì cái câu hỏi đấy thực sự là rất khó trả lời. Một ngày nó là 24 tiếng mà các bác, có phải một ngày là 8 tiếng đâu. Đấy thì em nên hỏi rõ là cái pin này dùng được bao nhiêu tiếng online, on kiểu on màn hình với cái tác dụng bình thường, hoặc là các bác hỏi thẳng luôn là cái này mà xem YouTube ở cái wifi màn hình 50%, màn hình độ sáng 50% thì được tầm bao nhiêu tiếng, thì câu hỏi như vậy thì nó dễ trả lời hơn. Thì trung bình của cái con V60 này nhé, trung bình của con V60 này nếu như các bác để ở chế độ màn hình khoảng tầm độ sáng tầm 50% thôi và dùng wifi gọi là tốc độ cao đấy, thì nó phải xem được tầm 7 đến 8 tiếng đấy các bác nhé. Đấy nếu mà pin còn ngon đấy, nhưng mà đến thời điểm này thì các bác đấy là gọi là pin mới thôi, chứ thời điểm này mà các bác nói thế nhiều khi nó cũng không đúng cho lắm đâu, tại vì pin con này nó đã qua một thời gian sử dụng lâu dài rồi, 3 4 năm rồi, thì nó phải giảm đi chứ làm sao nó còn được như vậy. Tuy nhiên ấy, thì pin con này vẫn là con pin rất là tốt các bác nhé, 5.000 này nó không thua kém gì, nó không hề thua kém gì con S23 Ultra em đang dùng đâu. S23 Ultra dùng gọi là đấy là toàn toàn bộ khi mà ai cũng dùng con vị S23 Ultra này đều đều nói là pin con S23 Ultra này là ngon đúng không? Thì tuy nhiên khi mà dùng con V60 không hề thua kém đâu, thật sự như vậy. Nhưng mà đấy là trường hợp mà pin nó còn tốt các bác nhé. Đấy chứ còn pin mà zin, pin zin theo máy đến thời điểm này thì nó không thể còn tốt được như vậy đâu. Đấy. Thì đây em đã test được khoảng 2 phút 10 17 giây rồi. Đấy. Thì đây các bác nhìn xem pin nó bị tụt mất 2%.
đấy, tụt 2%. Thì theo em đánh giá như vậy, tại vì em test cũng khá nhiều cái máy thì em cứ cứ quay trung bình mỗi phút nó sẽ tụt 1%, thì em sẽ đánh giá nó là được. Vì tại vì mình đang này các bác thấy không, vừa vừa bật này, vừa 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 bật flash, vừa quay 48K, máy nó đã hơi nóng ấm ấm lên rồi các bác nhé. Đấy, có nghĩa là dùng tác vụ nó mạnh ấy và không thấy nó sập nguồn là được đấy. Chứ còn thực sự là các bác phải về về cái về vấn đề pin nhé, các bác phải sử dụng khoảng 3 4 ngày. À, sau khi tại vì khi mà các bác mua máy về, các bác thường thường là khôi phục cái gốc nó, xong bắt đầu là các bác tải các phần mềm, rồi các phần mềm đấy nó sẽ bắt đầu là nó đồng bộ các dữ liệu của nó vào, rồi nó tải thêm cái này, tải thêm cái kia, bắt đầu nó chạy ngầm, chạy nhiếc rồi các thứ, nó đủ kiểu luôn đấy. Cho nên là bao giờ cũng thế thôi, máy mới các bác mua về mới cài đặt phục cái gốc ấy mà dùng lại, hoặc các bác máy là mới cập nhật phần mềm cũng thế thôi, là nó rất là cái thời điểm đấy nó rất là hao pin. Thật sự là như vậy, lúc nào cũng thế thôi, nó rất hao pin. Cho nên là trong mấy cái đầu thường thường là hai các anh em hay 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 than thở là pin nó xuống nhanh đấy, thì cũng đúng thôi. Nếu pin còn tốt thì nó xuống sẽ chậm hơn chút, nhưng mà thường thường là các bác phải bỏ qua những cái thời điểm mấy ngày đấy, phải dùng vài ngày để cho nó ổn định lại đã. Còn nếu như mà các bác tháo được khỏi con máy ra như thế này thì các bác biết được chắc chắn luôn đó là cục pin trong máy nó là cục pin gì các bác nhé, cục pin gì, zin hay là zin zin hay là lô hay là như thế nào các bác nhé. Tại vì zin zin lô thì nó cũng có rất nhiều loại các bác nhé, zin lô nó có rất nhiều loại. Đây này, đây là cục pin zin đẹp 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 nhau nhé, đây là cục pin zin đẹp 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 luôn mà nó theo máy luôn này các bác. Em mới bóc ra, khi mà bóc ra thì nó sẽ còn những cái vết nhăn nheo như này đấy. Đấy, nó sẽ còn, nó như này là zin nhé, nó cũng có loại khác zin nữa, nhưng mà cái phông chữ mẫu mã nó sáng hơn, nó kiểu nó mới sản xuất gần đây thì nó phải mới sản xuất gần đây mà nó mẫu mã khác hơn, nhưng mà nó vẫn là zin. Thì cái đấy hiện tại em không có đây thì em không chia sẻ cho bác được. Thì đây đây có một cái quả pin đây. Đây có một quả pin gọi là pin linh kiện loại 1 nhé, đây loại 1, nó có loại 1 và còn có cả loại 2 nữa đây. Thì đây loại 2 đây, không phải hai đâu nhỉ, thôi có đây cũng được. Thì đây đây rồi đây, thì cái pin linh kiện loại 2 này như này này. À, cái này thì đây là zin này, loại 1 này, loại 2 này, thì các bác hoàn toàn có thể nhận biết được bằng cách là nhìn vào cái đây nhá, 1 2 3 đúng không? Nhìn vào cái độ dày của nó ấy. Đây, cái độ dày nhá, các bác nhìn thấy này. Đây nhá. Cái độ dày của cái con zin ấy. Con zin bao giờ nó cũng rất là dày, nó em đã đo cái khoảng cách rồi, để em đo luôn cho các bác xem lại cho các bác xem nhá. Này, đo cho các bác thực tế cho các bác cho nó nguy hiểm. Đây, của bên zin này. Này, khi mà em đo cái độ dày của nó này, nó được tầm khoảng 5,5. Đây, nó được khoảng tầm 5,5 mm thế thôi nhé. Đây, các bác nhìn thấy không? 5,5 mm này. Đấy, còn cái cục loại 1 này. Đấy, loại 1 này thì nó sẽ mỏng hơn một chút này. Đấy, nó cũng tầm được khoảng 5,5 mm. Đấy, 5,5 mm này. Đấy, thì cái loại 1 này là vẫn là còn ngon đấy các bác nhé. Đây là một cái loại pin loại 2 này, thì có thấy không? Nó chỉ là khoảng tầm tầm 4,5 thôi, 4,5 mm thôi. Đấy, nó mỏng hơn cả 1 mm cơ mà. Nhưng mà nó vẫn dùng ok phết các bác nhé. Đấy, đấy thì ngoài ra thì là đây nó còn cái chiều rộng thì coi như bằng nhau đi. Còn chiều dài đây các bác nhìn này. Đây, chiều dài này. Đây là cục pin zin, đây cục pin zin này. Chiều dài này các bác nhìn thấy không? Chiều dài cục pin zin nó dài hơn một chút này. Nó dài hơn một này. Đấy, nó dài hơn một đoạn này. Đấy. Còn cục pin loại 2 này thì đương nhiên là ngắn nhất. À không, cục pin loại 2 này cũng dài lắm, cũng dài gần bằng luôn. Đấy. Cho nên là đa số ấy, nếu như các bác nếu mà bóc được máy ra, các bác thứ nhất là nhìn cái đây. Nhìn cái phông chữ, nhìn cái phông chữ thì các bác biết đây là gì này. Các bác cứ 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 nhìn nó tương tự như này là gì này. Loại 1 này, loại 2 này. Đấy. Loại một này dùng vẫn vẫn ngon nhé, không, nó gần như là không khác gì, không phải không không khác, nghĩa là nó gần như là gần như tiệm cận được bằng cái cục zin này các bác nhé. Em tại vì em dùng rồi, em dùng con này rồi, tại vì cái độ dày của nó này, cái dung lượng nó đủ ấy, nó vẫn là ngon nha. Nếu các bác mua được cái cục pin zin theo, không phải cục pin linh kiện theo kiểu như này thì nó vẫn là ngon nha các bác nhé. Em đánh giá nó vẫn rất là ngon, nó không gần như không thua kém gì với pin zin led này đâu. Đương nhiên thì pin zin led này thì nó vẫn là ngon nhất rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Đấy. Ok các bác, thì đấy nên là nếu như các bác tháo được máy ra thì mới test được thế thôi, chứ còn các bác không tháo được thì các bác không biết được đấy trong là
zin hay không zin đâu. Vấn đề tiếp theo nữa ấy, là nếu như các bác tháo được cái máy ra ấy, thì các bác mới check được cái miếng đồng tản nhiệt này các bác nhé, nó còn hay mất các bác nhé. Tại vì nói thật với các bác nhé, toàn công rao bán hàng zin thôi, nhưng mà khi mà về tay em tháo ra toàn mất cái miếng đồng tản nhiệt này thôi. Đấy, cái miếng đồng này rất là quan trọng các bác nhé, nó là phần để mà nó tản nhiệt cho cái CPU. Nếu như không có nó nhé, cái PSU nó sẽ nóng quá mức và nó sẽ dẫn đến gọi là chết BIU hay là chết CPU hay là gọi là đột tử đấy các bác. Đấy, cho nên là cái miếng này rất là quan trọng. Đấy, kể cả các bác mua cái những cái máy nào mà cái miếng đồng này nó bóc từ cái máy khác sang vẫn là ok nhé, vẫn còn dùng còn khá ổn. Còn nếu mà các mua máy mà thấy cái miếng đồng này còn nhặn thí nhỉ, nhặn băng nhỉ, nhặn băng như này, nó không bị gồ ghề, nó không bị nhăn nheo ấy, thì là đấy là zin theo cái khung này luôn các bác nhé. Còn miếng nào mà nó hơi nhăn nhăn rồi thì có thể là người bán người ta bóc từ cái máy khác sang thì đương nhiên nó vẫn vẫn là ok, vẫn là dùng được. Người ta vẫn còn có tâm là người ta làm cái miếng đồng tản nhiệt đấy thì nó vẫn dùng ok thôi, không vấn đề gì cả các bác nhé. Còn nếu mà được zin như này thì tốt nhất đấy. Cho nên nhiều anh em là dựng cái máy ấy, mà không có miếng đồng tản nhiệt này thì nó rất ảnh hưởng đến cái máy nhé. Và nếu các bác không bóc máy ra thì các bác hoàn toàn không thể biết được cái điều đấy đâu, không hề biết được đấy. Cho nên là nhiều khi các bác máy dùng cái máy mà nó nóng quá, nhiều máy thì nóng quá, còn nhiều máy thì nó gần như không phát hiện ra được, thì các bác đoán thôi, các bạn đoán là mất đứng được thân nhiệt thì chỉ được gọi là đoán thôi, chứ còn phải bắt buộc phải tháo máy ra thì mới biết được còn hay mất thôi các bác nhé. Đấy, cho nên là tại sao mà mấy con V60 em bán ấy, em đều hay tháo cái máy ra, để mà em check xem là còn miếng đồng tản nhiệt không, và các linh kiện như như pin này các thứ này, nó còn bình thường không, nó còn có phải hàng zin không đấy. Cho nên là nó rất là mất công, nhưng mà được cái là mình bán đi, mà mình bán hàng đi mình an tâm, nó không sợ bị lỗi này lỗi kia ấy các bác đấy. Thì vấn đề tiếp theo ấy là các bác cũng nên test cái sạc không dây các bạn. Thì các bác kiếm một cái máy nào đó có thể phát được sạc không dây, hoặc là có cái sạc không dây nào đó ấy. Thì con V60 này nó hỗ trợ sạc không dây 15W mà. Cho nên là các bác nếu mà sau này mà nó có lỗi trong sạc này thì các bác dùng sạc không dây nó vẫn được. Đấy, như thế này em. Đấy, đang sạc không dây này. Đấy thì các bác cũng nên test cái này để các bác được biết được xem là nó còn sạc không dây không, thì nó cũng sau này nó cũng sẽ giúp ích cho các bác thôi. Thì cái vấn đề cuối cùng ấy là vấn đề về giá bán. Thì thực sự là mỗi ông một giá thôi. Cái chuyện này thì em nghĩ là anh em nào chơi được của ông nào thì chơi thôi, chứ cần quan tâm gì cái việc mà người ta bán giá cao hay giá thấp đâu. Thì em cũng khẳng định luôn, em bán thường thường là giá cao hơn anh em khác, tại vì em rất là mất công là phải phải tháo ra xem, check linh kiện các thứ xíu xem nó có chuẩn hay không ấy. Và thứ hai nữa là em nhập máy về thường thường là qua mấy lần rồi mới nhập, và thường thường là phải những con ngon ngon em mới nhập, và em biết chắc chắn là đồ nó phải zin thì em mới bán. Chứ còn không phải là cứ nhập về phát là đăng ảnh bán luôn thì không bao giờ có chuyện đấy đâu. Đấy, cho nên là các bác yên tâm là em bán ấy thì em không bao giờ em muốn bỏ hành. Nói câu này thì nhiều khi các bác là nghĩ là định là từ chối bỏ hành cái gì đấy, nhưng không phải. Đó là khi mình bán máy ra rồi thì hoàn toàn mình không bao giờ mình muốn bảo hành, tại vì bảo hành là mình lỗ luôn. Bảo hành chắc chắn một điều là lỗ luôn các bạn. Tại vì lãi một cây máy này lãi khoảng 300 400, thì bảo hành phát nguyên cái công gửi đi gửi về đã gần gần bằng cái số tiền lãi đấy rồi, thì còn trong cái con đồ đạc này không may lỗi còn tùy lỗi nặng lỗi nhẹ nữa, thì các bác bảo làm sao mà lãi được. Cho nên là em bán nói ra ấy, gần như là không bao giờ muốn bảo hành. Đương nhiên không phải vì thế nào không bảo hành nha các bác nhé, em vẫn bảo hành máy toàn máy nhé, là tất cả mọi lỗi trong vòng 1 tháng hết tất cả lỗi, tất cả mọi lỗi từ nguồn màn hình rồi tất cả các lỗi mà nó không phải là lỗi của nhà sản xuất nha các bác nhé, là lỗi của máy ấy, thì đương nhiên là bảo hành hết. Nhưng mà ý của em ấy là em không bao giờ muốn bảo hành, muốn phải phải bảo hành con máy nào cả, tại vì bảo hành con máy nào đấy là em chết, là cái con máy đấy lỗi luôn, là lỗ luôn đấy, và phải bán giá nó cao hơn mọi người, là vì mình phải nhập lại qua nhiều nhiều tay quá, cho nên là giá nó bị đội lên thôi. Chứ còn mình bán kiểu là nhỏ lẻ mà không phải là shop lớn, cho nên là mình quan trọng đến cái việc chất lượng để mình không phải bảo hành đấy, thực sự để mình không phải bảo hành. Chứ còn những cái shop khác người ta em thấy thì đa số là anh em nhập máy về phát là đăng cái ảnh đấy, còn gần gần như còn có khi còn chưa test luôn,
chứ còn còn thậm chí em nghĩ là mọi người còn chưa thèm test là máy đấy nó có bình thường hay không, nó có sử dụng các chức năng bình thường hay không luôn đấy. Bây giờ cứ bán máy đi, tại vì nghĩ là cái đầu cung cấp mình người ta đã bán máy rồi thì người ta test rồi, thực ra là không phải đâu. Em nhập máy về phải test hết đây, các bác nhìn này này, như cái test cái máy nào test rồi là em phải phải ghi chú lại hết đầy đủ là các vấn đề trên nó, xem nó có vấn đề gì không thì ghi chú lại hết đấy để mà bán ấy ra. Thì thứ nhất là các bác cũng rõ ràng thông tin, và em thì cũng ghi nhớ được là mình đã test có đấy chắc chắn rồi, và test thì nó phải chuẩn đấy. Thế thôi, chứ còn về giá bán thì nhiều ông thì thấy người này người kia bán giá cao thì công vào các ông ấy bảo là gì nhỉ, lùa gà hay là định 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 gì nhỉ? Nói chung đấy câu nó hơi buồn cười là kiểu như là kiểu mình bán giá cao là lừa đảo ấy, kiểu như vậy. Chả hiểu cái gì, bán lại máy cao thì anh em nào mua được thì mua thôi, chứ anh em nào quan tâm đến việc chất lượng sử dụng ổn định thì anh em vẫn là mua thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Còn không biết giá như thế nào mới là rẻ, nhiều anh em thì đấy, nhiều nhiều những ca mà ham rẻ mua cái máy V30 có 2-3 triệu xong rồi chả biết là máy nó có dùng được bình thường hay không, nó có ổn định hay không, xong rồi cứ mua về thấy nó rẻ thì mua đã rồi tính sau, xong rồi về thì lỗi này lỗi kia, xong bắt đầu lại chửi chửi người bán, chửi LG là làm hàng như như cái cờ cờ ấy, như là nhiều khi nó buồn cười lắm đấy. Nhiều em nhớ được không, có vài ông trên nhóm nói kiểu là thằng này bán hàng hàng giá cao kiểu là toàn là lùa gà thôi. Thì lùa gà đáng lẽ ra lùa gà là phải bán giá thấp chứ các bác, lùa gà này bán giá thấp để mà lùa được những em mà ham ham hàng rẻ ấy, hàng rẻ thì xông vào chơi thôi, chứ bán giá cao thì anh em nhìn thấy giá cao thì sợ hết hồn rồi còn đâu nữa mà lùa với không lùa nữa đấy. Cho nên là và tất cả những cái máy em bán ra đa số nhé, đa số em đều phải quay lại clip hết, mà kể cả không có quay clip lại thì cũng vẫn có cái chữ ảnh chụp cho các bác là chi tiết từng cái lỗi xấu chỗ nào, xấu chỗ nào để em chụp hết để cho các bác biết được là về các bác không phải bị bỡ ngỡ là bị thằng này lừa, thằng thằng này nó không cố tình nó gửi cho mình cái máy xấu kiểu như vậy. Thì cũng có một số lỗi là em không chụp hết được, ví dụ như là ví dụ như có thỉnh thoảng ấy, tức gọi ở nhà thì nhiều khi không nhìn thấy cái nhiều khi khi mình test không nhìn thấy cái vết một hai cái vết bụi đâu, nhưng mà kiểu như khách hàng gặp những khách hàng cẩn thận có tính hơn ấy thì là người ta soi bảo à soi soi kỹ hơn thì người ta thấy bụi thì người ta cũng phản ánh thì mình cũng xin lỗi người ta thôi. Thì bây giờ một là có thể là xem có nó có bị ảnh hưởng đến chất lượng camera không, hai là gửi về thì em đổi cái máy khác cho thôi chứ không vấn đề gì cả đấy. Thì nói chung là hoặc là mấy đấy như lúc trước em cũng có nói là cái sim này này, như cái sim này là khi mà tháo ra nó sợ là nhiều anh em thấy nó bị gãy ấy. Thì bảo là thằng này thằng này lại là mình gửi cho mình cái máy có cái sim gãy, thì thực ra nó không phải đâu, cái máy này thì nhiều khi em chỉ có quan tâm là cái bề mặt này nó có đẹp hay không thôi đấy, để mà em gửi thôi, chứ cái gãy nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc dùng các bác nhé, thì cũng chỉ để cái sơ sót nhỏ nhỏ thôi. Còn trong quá trình sử dụng máy thì đương nhiên ai bạn cũng thế thôi, kiểu gì cũng sẽ đến lúc mà máy nó gặp cái lỗi này lỗi kia thôi, tại vì đồ điện tử mà các bác, nó kiểu gì sẽ gặp cái lỗi này lỗi kia thôi, không thể tránh khỏi được đâu. Cho nên là tùy vào cái lỗi đấy như thế nào mà xử lý như thế nào thôi, hoặc là mình nó có trong cái diện bảo hành hay không thôi đấy. Thì thường thường là những cái máy em bán ra thì cũng 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 rất là ơn trời là gần như em chả phải bảo hành cái gì cả, thật sự là một bác nhiều như vậy. Thế là hoặc là có những cái lỗi nhỏ, lỗi này lỗi kia thì nó vẫn có cái những cái giải quyết của hai người giữa người mua người bán nó ổn thỏa, để các bác thứ nhất là không không bị thấy là mình bị đối xử kiểu như là bán xong rồi là không không quan tâm gì nữa hoặc là gì đấy mà kiểu gây ra cái sự khó chịu cho các bác cả đấy. Thì và tất cả những cái lỗi này em đều có sự giải thích rõ ràng là tại sao nó gây ra cái lỗi đấy và cái hướng khắc phục như thế nào đấy. Thì tức nhất là phải 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 các bác phải biết được là máy của mình nó như thế nào thì các bác mới biết được lỗi nó ở đâu để mà xử lý chứ. Thì còn nhiều bác là em thấy là thật sự em thấy thực sự là nhiều anh em bán hàng khác ấy là gần như bán máy xong là xong, cho nên là nhiều khi anh em hy vọng anh em
lựa chọn được những cái nơi uy tín để mà mua thôi, chứ còn thật sự là mua của em hay mua của ai cũng thế thôi. Các bác cứ thấy thích thì mua thôi, chứ còn cứ quan tâm đến việc mà mấy thằng cạnh tranh bẩn này nó bôi nhọ này bôi nhọ kia, nó hơi bị đau đầu. Em thật sự là thôi kệ thôi, giờ tầm này thì kệ thôi, ông nào bán như thế nào thì cứ bán như thế thôi, còn giá cả như nào thì ông nào thấy có lãi thì bán, không có lãi thì bán làm gì. Đấy, ok, thì hy vọng là qua cái clip quá là dài như này rồi thì các bác có thể là hiểu được hơn, nói chung hiểu được không phải hơn mà hiểu được rõ về cái con máy V60 này. Nếu như các bác mà xem được từ đầu clip đến bây giờ thì em nghĩ là khi mà các bác đi mua một con máy V60, các bác gần như không phải lo lắng mấy, trừ cái trường hợp mà không thể tháo ra được thôi. Chứ còn nếu mà thằng nào bạt máy mà cho tháo ra thì hoàn toàn các bác yên tâm luôn, em nói thật với, hoàn toàn các bác yên tâm luôn. Đấy, cho nên là trừ thằng nào bạt máy mà nó không cho các bác tháo máy ra, thì đương nhiên bạt máy đa số là nó không cho các bác tháo ra đâu. Thì nhưng mà thằng nào nó dám cam đoan là các bác cứ về tháo thoải mái thì là kiểu gì nó cũng yên tâm hơn các bác. Đấy, ok các bác, chào các bác nhé.